Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo những cái liệu màu, những cái liệu ở trên lầu nha các bạn. Sẽ dùng cái xe nâng này đi một vòng, ha, để giới thiệu cho các bạn tất cả các liệu, ở trên cái lầu của một cái công ty sản xuất đế giày nha bạn. Thì hôm trước mình có đi một vòng nhưng mà rồi nó hết pin ha, chưa có đi hết. Mình sẽ đi lại cái chỗ mà nó bị hết pin nha bạn. Xuất ra cái đế giày nha các bạn, có những cái loại vải nè, mình đang giới thiệu tới những cái loại vải ha. Đây có những cái loại vải nha, vải đây là cái bao màu xanh này, là vải cuộn này là trăm da nha các bạn, BB 180. Còn những cái cuộn vải sọc sọc này, ủa cái vải này vải trắng các bạn, vải này vải trắng nè, BB 180 là vải trắng nha, vải trắng. Còn vải sọc này là KB 08, lộn, không ngờ rồi. Cái vải trắng là KB 08 các bạn, bao màu xanh này. Còn cái loại này là BB 180 ha, một cây này là 4.000 da ha, 85-40 ha, cây là 100 da, 100 da này 8 lớp, lớp 5 cây. Còn cái loại này là cũng là BB 180 nhưng mà cái cây nó chỉ có 50 da thôi các bạn, 50 da thôi. Cái này là bột cao su màu đen nha, bột cao su màu đen bao 20 kg nha, bột nó màu đen nha, có loại màu trắng nha các bạn, trắng hết rồi. Rồi tiếp là cái bột cái này cũng dạng liệu bột, 25 kg bao, một ba lít là 500 kg nha, ba lít là 500 kg. Rồi tiếp theo là cái vải này ha, vải sọc này nhưng mà cây dài ha, cây khổ nó dài hơn là 1367, loại này ký hiệu là 1367. Còn cái vải trắng này là 2182 nữa bạn. Đó, có hai loại, có nhiều loại vải nha. Tiếp tục sẽ đi hết những cái loại liệu kể cho bạn ha. Rồi cái thùng này là thùng chất chống dính nha bạn, đây là chất chống dính CS 103 ha, CS 103 là cái loại chất chống dính. Còn cái loại này A168 cũng là chất chống dính luôn nha. A168 hai loại ha. KCS 103 này, A168. Hai cái loại là đây là cái thớt nha bạn. Thớt. Đây là cái thớt để chặt dày nha. Vậy thớt này rất là mắc tiền, một cái là 900.000 nha bạn. Cái là 900.000 một cái thớt nha. Đó, 900.000 một thớt nha. Rất là nhiều thớt nha các bạn. Đây là cái thớt nha. Nhiều người không biết, tưởng cái này là đá. Đá
đá mài nhưng không phải nha. Đây là cục thớt. Thớt này. Thớt này là thớt cũ, thớt nha, ta mài rồi. Ta bào rồi. Bào rồi nha. Thớt mới này, những cái thớt này nó có lằn lằn vậy nè. Có những cái lằn lằn vậy nè. Chưa có bào là thớt mới. Thớt này bào rồi nha. Đó, thớt mới là nó có lằn gì nè, nó lằn lằn gì nè, là thớt mới. Cái thớt này bị bể rồi, bể rồi. Đó là những cái tấm thớt nè, thớt để chặt nè, nó được dày. Tiếp theo mình sẽ dẫn mấy bạn đi tham quan một cái dòng, cho các bạn coi những cái liệu ha, liệu dạng dạng hạt, dạng bột, những cái liệu mắc tiền nha. Đây là những cái loại liệu mà mắc tiền nha, 103 nè, 130 nè, cái thùng 130 nè, cũng rất là mắc tiền nha. Đây là những thùng 130 nè. Tiếp theo là và cả tỷ rồi. Đó, một cái thùng này 25 kg thì nó khoảng mấy triệu một thùng đó rồi. Đó, mấy triệu một thùng. Container về tỷ, tiền tỷ luôn nha bạn. Cái lệ hàng nó như này, đó, nó dạng hạt, hạt cao su. Rồi tiếp theo. Cái thùng này cũng là 130 nè. 130 á. Thùng này cũng là 130. Đây. Liệu này cũng dạng liệu hạt nha bạn, hạt cao su. Rồi. Đây là cái bao 180B, 180B. Là bột đó. Đó là bột. Bét 4.000 các bạn. Bét 4.000. Này cũng dạng hạt đó. Đó, cái pallet nó vậy là 800 kg, 8 lần 8 lần 10 nó có 10 lớp. Bao 20 kg. Bao này mấy? 25 kg. Bao 25 kg. 100 kg. À này một lớp 100 kg mà 10 lớp là 8 lớp này. 800 kg 1 2 3 4 5 8 lớp này. 800 kg. Rồi, 800 kg. Tiếp theo ha. Tiếp theo thì là cái liệu ZNOMG các bạn. Này cũng dạng dạng bột nha các bạn. Dạng liệu bột. Đây mọi người. Thì cái pallet này nó 8.5 lần nha. Pallet này nó tới 8.5. Rồi tiếp theo là cái thùng HB nha. Thùng HB 69 này. Thùng 69 này. Này nó cũng dạng như là dạng hạt nha. Cái này cũng dạng hạt. Này. HB 69 thùng này ha. Rồi, thì đảo sơ các bạn coi những cái liệu này nữa nè, liệu thuốc này. Đó. Này nó có rất là nhiều loại,
cái thùng này nó khác nhau nha. Đây mình sẽ vô cho các bạn coi những cái thùng nó tùy mà thấy nó giống nhau gì, nhưng mà cái mã nó là khác nhau hết nha bạn. Mã nó nhiều. Đây là VVV80GE ha. Vô đây là SKA. Rồi tiếp theo 80GE lại khác ha bạn. Đó. Đây lại là TBV80GE lại khác, đây lại 50 ha. GE là khác ha bạn. Này lại khác nữa nha. Mỗi cái loại nó có tới 4-5 loại các bạn. Tới 4-5 loại nhưng mà cái thùng nó nhìn giống nhau ha. Cái này nữa. Có rất là nhiều loại loại các nắp. Rất nhiều loại thùng. Thùng. Cái này là lô cái góc ha. Rất nhiều loại thùng. Đây là C1907. 907. Ở trong đây thì lại khác. Trong đây thì là 7699 nha. 7699 nha. Rồi tiếp theo là loại loại này lại khác nữa, 015B. 015B. Bên kia 235L. Nha. 015B rồi đây là cái vùng giống y vậy nhưng mà lại là 235L đó, có nhiều loại mà phân biệt đó. Đây là 987 nè. 235L này có nhiều pallet nhiều ha. Cái này lại là 1987. Đó. Mình đang lái xe năng để chạy ha. Cái để cho các bạn coi một vòng xuống rồi review từng cái loại ha. Đây em lên lái xem. Tới. Chạy hết xuống dưới này cho các bạn coi. Đây những cái liều công ty. Rất là nhiều loại ha. Cứ nói sơ sơ mấy loại cho các bạn thấy là nhức đầu ha. Rất là nhiều loại ha. Đây là cái chỗ cái pallet mà ta lãnh liệu ta để sẵn này, chút nữa chưa ta kéo về. Liệu. Ở đây là hết khu vực kho nha. Ở đây là hết khu vực kho nha. Đó, các bạn thấy to rất nhiều, rộng ha, rất là rộng và kéo lên kia luôn các bạn. Rồi mình sẽ chạy xe về vị trí của xe năng các bạn. Vị trí của xe năng. Xe này kéo dao để cắt mấy cái bịch này mà cắt vệ sinh này, nó như mấy cái bịch này nó lòng thòng mình dùng kéo mình dao đẩy trên xe để mình cắt cái bịch nó dục đi. Đó, đây là tất cả những cái liệu. Đây là TO2 nè, kia là CS30 nè, đây là R103 nè. Bột này thì rất nhiều ha, bên kia một dãy bột nữa là bên kia quá trời bột nữa là. Đó là cái pallet rác này bạn, rác mà dục mỗi lần pallet này dục như vậy nữa bạn, dọn rác mà dục một lần như vậy nè. Đó rác đó, đây là rác dọn pallet nè, tất cả đều dục rác báo phế hết nha các bạn. Bịch bọc này, xé ra mang đi gom dục hết nè. Rồi rồi mình sẽ đi sạc cái xe năng này đi.
để ngày mai sẽ sử dụng tiếp nha bạn. Đó thì có chỗ cái chỗ mà đậu xe nâng này, đằng sau cái tấm bảng này mình sẽ dè cái xe nâng vô đây và mình dùng cái cục sạc đó mình sạc cái xe nâng nha bạn. Lên nha, kéo này lại, đó, cái này nó sẽ tự động nó nhảy lên, kéo lên, tự động. Chỗ này mình đứng, khi mình xuống thì nó tự động nó nhả lên. Rồi, đây là cái lỗ cắm sạc nha. Đó, cắm sạc 12V quá. Đó, bình này 24V. Cắm nhôm sạc thôi. Rồi, cho nên nó sẽ sạc thôi. Khi nào đầy thì nó sẽ báo đèn xanh các bạn. Đó này là hết mình sẽ báo hết. Khi nào đầy thì nó sẽ hiện đèn xanh này lên. Đây là nước cắt để cho nên nó lâu lâu châm cái nước bình. Châm cái nước trong cái bình này, trong cái. Trong đây nha. Quên tắt chìa khóa rồi. Khi mình thấy là mình phải tắt chìa khóa đi các bạn. Khi mình sạc điện là mình tắt chìa khóa đi ha. Cho bạn coi trong đây bình nè. Bình trong đây. Đó, có cái bình các bạn. Thấy bình lớn không? Bình kỳ lớn luôn các bạn. Bỏ cái này ra cho các bạn coi review chọn xe nào. Trong đây nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ có vài thứ, có cái bình là lớn này các bạn. Ở trong đây có nhiều công tắc các loại kiểu. Bơm dầu đây là chỗ cắm điện như sạc. Cái bình chỉ có một cái bình lớn, thấy động cơ gì nè, cơ như cái bánh này, cái bánh sau này nó chạy, bánh này nó chạy này. Chạy cũng bẻ lái cái bánh này luôn nè, bẻ lái cũng cái bánh này, chạy luôn cũng bánh này. Rồi, video tới đây cũng dài ha. Chào các bạn ha. Cái này cũng rất là hay nha các bạn. Cái này khi mà mình điều khiển mình bẻ xuống vậy ha. Khi mà hết điều khiển thì tự động nó gạt lên ha. Đó, tự động nó gạt lên. Này thì này cụp lại ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha.